Quyển 53 thứ 1 năm thức thần tương ứng địa thứ 2 ý địa phần 3. Lại nữa sao gọi là biểu nghiệp, lược có ba trùng, một nhiễm ô, hai thiện, ba vô ký. Hoặc thuật ngữ ý không địa 10 nghiệp đạo bất thiện hiện hành lực tăng thượng. Chỗ có biểu nghiệp của thần ngữ như vậy gọi là biểu nghiệp nhiễm ô. Hoặc thệ nguyện thọ sát địa 10 nghiệp đạo bất thiện. Chỗ có biểu nghiệp của thần ngữ như vậy gọi là biểu nghiệp thiện. Và một phần sở hữu biểu nghiệp của thần ngữ thuộc về các biểu hiện oai nghi, các sự nghiệp công xảo xứ gọi là biểu nghiệp vô ký, hoặc không muốn biểu thị cho người biết, chỉ tự trong tâm khởi ý tư duy suy xét, không dùng lời nói, chỉ hiện hành biểu nghiệp của ý pháp khởi, pháp thiện, nhiễm ô vô ký gọi là biểu nghiệp của ý. Trong đây chỉ có thần diệt ở xứ này sanh ở xứ khác hoặc tại xứ đầy biến đổi mà sanh, gọi là biểu nghiệp của thần. Chỉ có ngữ âm gọi là biểu nghiệp của ngữ, chỉ phát khởi tầm tạo tác tư duy gọi là biểu nghiệp của ý. Tất cả biểu nghiệp đều là giả có, vì cớ sao? Do tất cả các hành đều sát na, nên từ phương này di chuyển đến phương khác thì không đúng đạo lý. Lại chỉ lìa các hành sanh, cái khác mới thật có tác dụng. Do đây nhãn nhĩ ý đều bất khả đắc, cho nên nói tất cả biểu nghiệp đều là giả có. Lại nếu có người sanh trong nhà bất luật nghi, tự phát khởi tâm như vậy, ta sẽ dùng phương cách này để tự nuôi sống mình. Lại đối với phương thức nuôi sống phi pháp đây, nhiều lần khởi tâm vui muốn thích thú gọi là kẻ bất luật nghi. Do nhiệp lấy bất luật nghi, do tác ý nhiệp lấy không như lý, tổn hại tâm cực nặng, chỉ thành những việc bất thiện cần rộng lớn, nhưng trở thành tiểu sự sanh khởi sát sanh và nghiệp đạo bất thiện còn lại. Nếu sanh khởi các nghiệp bất thiện khác hoặc ít hoặc nhiều cho đến về sau sự việc chưa hiện hành, để theo chỗ thích hợp lại càng tăng thêm các nghiệp bất thiện. Như sanh trong nhà bất luật nghỉ như vậy, tùy theo người, tùy theo sự việc, có người khởi tâm hương thạnh cho đến về sau chưa xả suy nghĩ đối với các bất luật nghỉ đây. Thường được gọi là kẻ bất luật nghỉ, một phần trong ngày cho đến cả ngày, kẻ kia nhiều tích tập suy nghĩ bất thiện, nhiều hiện hành nghiệp bất thiện, nên biết là sự chuyển vận, tăng trưởng, phì phước. Lại suy nghĩ mong muốn tà ác đây, hằng cùng cầu hành với bất tín giải đãi quyền niệm tán loạn ác huệ, khiến năng lãnh thọ nghiệp kia, năng phát khởi nghiệp kia. Từ đây về sau do trùng tử và do hiện hành đây, nên tương tục chuyển trong hiện tại, cho đến có nhân duyên xả bỏ mà không xả bỏ, cho nên gọi là kẻ bất luật nghi. Trong đây nếu hiện hành các nghiệp ác, về sau sẽ chịu cảm quả không được yêu quý, không được tin tưởng, không thông hiểu, cũng không được tùy nhập gọi là bất tín. Hoặc ở nơi nghiệp ác kia vui thích say đắm chuyển theo, không siêng năng khiến nghiệp kia dừng dứt gọi là giải đãi, và cùng tương ứng với quá thất. Ở nơi pháp có tội, không thể như thật nhớ rõ có tội gọi là quyền niệm. Hoặc tâm nhiễm ô tương tục không an trụ mà chuyển gọi là tán loạn. Hoặc tâm điên đảo tương tục mà chuyển, ở nơi các lỗi lầm mà cho là công đức thù thắng gọi là ác huệ. Do lực ác dưới tăng thượng nên sở hữu tư duy bất thiện đồng hành bất thiện bất tín hiện tại truyền gọi là kẻ ác dưới. Nếu trải với các tướng trên, nhiều chỗ thích hợp nên biết gọi là người tùy chuyển theo luật nghi. Lại có cách giải thích khác, người khả năng thọ luật nghi mới được thọ. Trong đây hoặc có loại do người do mình mà thọ luật nghi, hoặc có một loại chỉ tự nhiên thọ trừ luật nghi bí xô. Vì cớ sao? Vì luật nghi của bí xô chẳng phải tất cả đều có thể khảm thọ. Nếu luật nghi bí xô không do từ người chuyển thọ, thì hoặc có người khảm xuất ra, hoặc có người không khảm xuất ra. Chỉ vì muốn xuất ra, tất cả tùy theo sở thích tự nhiên xuất ra. Như vậy thánh giáo không có quỹ phạm, cũng không thể rõ biết pháp thiện thuyết tỉ nại ra. Cho nên luật nghi bí xô không có nghĩa tự nhiên thọ. Hỏi, nếu trừ luật nghi bí xô, có loại luật nghi nào tự nhiên thọ? Vì nhân duyên nào lại từ người mà thọ? Đáp, do có hai chủng xa lìa ác giới, thọ chi để phòng hộ, chỗ gọi là tạm quý. Vì lúc hiện hành tội đối với mình, đối với người, dành hổ thẹn sâu, gọi là ở nơi lìa ác giới, thọ chi để phòng hộ. Vì năng thọ đầy đủ nên từ người mà thọ, nếu có tạm tránh hiện tiền, tất cũng có quý. Chẳng phải có quý nhất định có tạm, cho nên pháp tạm thù thắng hơn. Nếu có người như điều đã thọ mà tự hộ trì sâu nên biết chỗ sanh phước đức không sai khác. Nếu có người khởi tâm đến chỗ của thầy, ân cần khuyến thỉnh, phát khởi nghiệp lễ kính, dùng tránh oai nghi đức trước thầy, lại dùng lời nói biểu hiện nghĩa thù thắng mà mình mong muốn,
Đây gọi là biểu nghiệp thân và biểu nghiệp ngữ. Biểu nghiệp ý tức là hai hành trước, nếu người tự nhiên thọ chỉ có biểu nghiệp ý, nếu suy nghĩ trái lìa bất luật nghi, thì do lực trái lìa tòng thượng cùng câu hành năm căn nên gọi là luật nghi. Lại thọ luật nghi đây tức là nghiệp lấy 100 hạnh, đó là đối với 10 chủng nghiệp đạo bất thiện ít phần lìa sát sanh cho đến ít phần lìa tà kiến gọi là 10 hạnh đầu tiên. Nếu nhiều phần lìa sát sanh cho đến nhiều phần lìa tà kiến gọi là 10 hạnh thứ hai. Nếu toàn phần lìa sát sanh cho đến toàn phần lìa tà kiến gọi là 10 hạnh thứ ba. Nếu ít thời lìa sát sanh cho đến ít thời lìa tà kiến đó là hoặc một ngày một đêm hoặc nửa tháng một tháng hoặc cho đến một năm gọi là 10 hạnh thứ tư. Nếu nhiều thời lìa sát sanh cho đến nhiều thời lìa tà kiến đó là quá một năm nhưng không đến lúc mạng chung gọi là 10 hạnh thứ năm. Nếu lìa sát sanh cho đến lìa tà kiến đến thọ mạng tận hết gọi là 10 hạnh thứ sáu. Nếu tự lìa sát sanh cho đến tự lìa tà kiến gọi là 10 hạnh thứ bảy. Nếu khuyến tấn người khác cũng làm những hạnh như vậy gọi là 10 hạnh thứ tám. Nếu ở nơi các việc kia dùng vô lượng môn xưng tán khen ngợi kể lại thực hành theo gọi là 10 hạnh thứ chín. Nếu thấy người lìa sát sanh cho đến người lìa tà kiến mà thầm tâm vui mừng sanh đại hoan hỷ gọi là 10 hạnh thứ 10. Như vậy là 100 hạnh. Lượng phước đức theo đó sanh khởi nên biết cũng vậy. Lại nên biết luật nghi lược có 8 chủng: 1. Năng khởi luật nghi, 2. Nhiếp thọ luật nghi, 3. Phòng hộ luật nghi, 4. Hoàn dẫn luật nghi, 5. Phẩm hạ luật nghi, 6. Phẩm trung luật nghi, 7. Phẩm thượng luật nghi, 8. Thanh tịnh luật nghi. Hoặc chưa chánh thọ trước khởi tâm này, ta phải quyết định thọ xa lìa như thế để gọi là năng khởi luật nghi, hoặc lúc chánh nhiếp thọ giới xa lìa gọi là nhiếp thọ luật nghi. Từ đây về sau tư duy về giới xa lìa đây, nhiếp thọ năm căn được tam thượng, hằng thường câu hành với chủng tử kia, ở từng thời gian cũng cùng hiện hành câu hành như thế. Do năm căn nhiếp thiện tư duy nên tùy truyền phòng hộ theo luật nghi đã thọ. Do nhân duyên đầy, nếu có gần gũi bạn ác hay phiền não tăng nhiều, khiến ác dục sanh khởi hiện hành, thì liền hổ thẹn, năng nhanh chóng xa lìa, tự nghĩ, chớ để kia khiến ta trái vượt với điều đã thọ, mà đọa vào cõi ác, đây gọi là phòng hộ luật nghi. Hoặc khi lạc mất niệm, các ác hiện hành, liền nhanh chóng khiến nàng trụ niệm, chân thành tự trách, phát lộ điều đã phạm, yêu hối từ bỏ, về sau kiên cố thủ hộ luật nghi đã thọ, đây gọi là hoàn dẫn luật nghi. Hoặc đối với các đạo nghiệp ác như sát sanh ít phần xa lìa, ít thời xa lìa, chỉ tự xa lìa, trong kiến tấn người không dùng vô lượng môn xưng khen tán thán kể lại, thấy người đồng pháp thâm tâm cũng chẳng vui mừng sanh nhiều hoan hỷ, đây gọi là phẩm hạ luật nghi. Hoặc đối với các ác phần nhiều xa lìa, nhiều thời xa lìa nhưng không đến lúc mạng chung, tự năng xa lìa cũng khuyến tấn người xa lìa, nhưng đối với xa lìa không dùng vô lượng môn xưng khen tán thán kể lại, thấy người đồng pháp thâm tâm không vui mừng sanh nhiều hoan hỷ, đây gọi là phẩm trung luật nghi. Hoặc đối với các ác tất cả phần tất cả thời tự năng xa lìa cũng khuyến tấn người xa lìa, dùng vô lượng môn để xưng khen tán thán kể lại, thấy người đồng pháp thâm tâm vui mừng sanh đại hoan hỷ, đây gọi là phẩm thượng luật nghi. Hoặc đối với luật nghi đã thọ đầy năng khổng khuyết phạm lấy làm chỗ nương tu vô hối cho đến đầy đủ nhập sơ tịnh lự do lực xa ma tha, năng tổn phục tất cả chủng tử phạm giới để gọi là tịnh lự luật nghi. Như sơ tịnh lự thì đệ nhị đệ tam đệ tứ tịnh lự phải biết cũng vậy, ở đây có sự sai biệt như vậy. Do liền đạo sa ma tha nhiếp thuộc phần đối trị truyền sâu tổn hại chủng tử ác giới, đây gọi là được thanh tịnh đầu tiên dẫn phát thanh tịnh luật nghi. Nếu ở nơi luật nghi giới đây không khuyết phạm cũng là y chỉ tịnh lự luật nghi nhập hiện quán đế đắc quả bất hoàn. Bây giờ tất cả chủng tử ác giới thể đều vĩnh viễn bị đoạn trừ. Nếu nương vị trí định chứng đắc sơ quả, bây giờ tất cả chủng tử năng đến ác thú ác giới thể đều vĩnh viễn bị đoạn trừ. Đây gọi là giới mà bậc thánh yêu thích, nên biết đây gọi là được thanh tịnh thứ hai dẫn phát thanh tịnh luật nghi, tức cũng gọi là vô lậu luật nghi. Vô lậu luật nghi đây, nếu khi đắc quả a la hán chỉ do thanh tịnh thù thắng năng trị nên thắng, chẳng do đoạn thù thắng sở trị nên thắng. Tổng 8 chủng như vậy, duy trì tóm lược làm 3 phần: 1. Thọ luật nghi, 2. Trì luật nghi, 3. Thanh tịnh luật nghi.
Hai luật nghi đầu là thọ, phòng hộ, khoản dẫn luật nghi là trì. Phẩm hạ phẩm trung, phẩm thượng luật nghi thông cả thọ và trì. Còn đệ nhị tịnh lự vô lậu thì nhiếp thuộc thành tịnh. Hỏi, cớ sao Thế Tôn kiến lập ba loại luật nghi là bí xô cận sự và cận trụ? Đáp, do bà nhân, tức là có ba loại người mà Phật giáo hóa. Một, có loại năng hành lìa hành ác và hành lìa hành dục. Hai, có loại năng hành lìa hành ác mà chẳng phải lìa hành dục. Ba, có loại chẳng năng hành lìa hành ác cũng không lìa hành dục. Nương giáo hóa loại thứ nhất nên kiến lập luật nghi bí xô. Nương giáo hóa loại thứ hai nên kiến lập luật nghi cận sự. Vì cớ sao? Vì sống nơi cơ gia có nhiều sự thúc bách, chẳng thể từng tục, một hướng hộ trì viên mãn các học xứ. Nương giáo hóa loại thứ ba nên kiến lập luật nghi cận trụ. Vì cớ sao? Vì loại đây không thể rốt ráo hành cả hai hạnh, chỉ khuyên tấn để kìa nhiếp thọ hai nhân trên, không nên thúc ép. Trước tu ba chi lìa hành ác, sau tu bốn chi lìa hành dục, lìa phi phạm hạnh đồng tu cả hai chủng. Hỏi, luật nghi bí xô cận sự và cận trụ nên biết mỗi loại nhiếp thuộc bao nhiêu chi? Đáp, luật nghi bí xô nhiếp thuộc bốn chi. Những gì là bốn? Một, chi thọ cụ túc. Hai, chi thọ học xứ tùy pháp. Ba, chi tùy hộ tâm người. Bốn, chi tùy hộ học xứ đã thọ. Hoặc tự mình dùng biểu nghiệp tác bạch từ yết ma và nhiếp thọ tóm được theo học xứ thô gọi là chi thọ cụ túc. Do chi cụ túc đầy nên gọi là bí xô ban đầu đầy đủ giới bí xô. Từ đây về sau ở trong biệt giải thoát tỷ nại ra sở hữu giới bí xô. Nếu người kia dẫn phát nhiều học xứ phòng hộ giữ gìn phụng hành, do đây được gọi là người thủ hộ luật nghi biệt giải thoát. Đây gọi là chi thọ học xứ tùy pháp. Do thành tựu hai chi đây nên đầy đủ quỹ phạm, đầy đủ sở hành. Đây gọi là chi tùy hộ tâm người, đầy đủ quỹ phạm và đầy đủ sở hành như trong thanh phản địa đã thuyết. Hoặc ở trong tội nhỏ thì sợ hãi lớn, trước trọng các học xứ đã thọ năng không hủy phạm. Nếu có hủy phạm liền năng ra khỏi, đây gọi là tùy hộ học xứ đã thọ. Luật nghi cận sự nhiếp vào ba chi, những gì là ba? Một, chi thọ xa lìa tổn người là thù thắng hơn cả. Hai, chỉ thọ ân trọng tu hành, xa lìa sự trái vượt điều đã thọ. Ba, chỉ không trái vượt điều đã thọ, đó là hoặc vĩnh viễn xa lìa tổn hại mạng người, tổn hại tiền của người, xâm tổn vợ người gọi là chi ban đầu, hoặc xa lìa vọng ngữ gọi là chi thứ hai, hoặc xa lìa các thứ rượu, các nơi phóng dật gọi là chi thứ ba. Luật nghi cận trụ nhiếp vào năm chi, những gì là năm? Một, chỉ thọ xa lìa tổn hại người. Hai, chỉ thọ xa lìa tổn hại mình người. Ba, chỉ trái vượt điều đã thọ liền ân trọng tu hành. Bốn, chỉ trụ không trái vượt điều đã thọ chánh niệm. Năm, chỉ không hoại chánh niệm, đó là hoặc năng xa lìa tổn hại mạng người, tổn hại tài của người gọi là chi ban đầu, lìa phi phạm hạnh là chi thứ hai. Vì cớ sao? Do lìa đây không tập nhiễm thể thiếp của mình nên không tổn hại mình, cũng chẳng năng tập nhiễm thể thiếp người nên không tổn hại người. Xa lìa vọng ngữ là chi thứ ba. Trừ xa lìa các thứ rượu, các nơi phóng dật, xa lìa ba điều khác là chi thứ tư. Vì cớ sao? Vì thường xuyên tập quen với cà vũ kỹ nhạc, xoa hương bôi phấn, nằm giường cao lớn, ăn uống phi thời. Để xa lìa kia phải luôn tự nhớ, ta nay quyết định an trụ trai giới. Và tất cả thời kiên cố thủ hộ chánh niệm, xa lìa các thứ rượu, nơi phóng dật gọi là chi thứ năm. Vì cớ sao? Vì người kia ăn trụ trì nhớ nghĩ trần tránh, ta này quyết định trụ trai giới. Nếu theo các thứ rượu say sẽ phát cuồng loạn, không tự tại hành chuyển. Này ở trong đây, hoặc luật nghi bí xô ni, hoặc luật nghi chánh học, cần sách nữ, vì đều nhiếp vào phẩm xuất gia nên biết nhiếp thuộc luật nghi bí xô. Nếu luật nghi cận sự nữ vì thuộc phẩm tại gia, nên chỗ hiển học xứ cũng giống như luật nghi cận sự nên biết nhiếp vào luật nghi cận sự. Hỏi cớ sao ở trong luật nghi bí xô, Thế Tôn chế lập hai chúng là luật nghi bí xô và cân sách, còn ở trong luật nghi bí xô ni lại chế lập ba chúng luật nghi là bí xô ni, chánh học và cân sách nữ? Đáp, do người nữ kia nhiều phiền não nên dần dần mới cho thọ học luật nghi bí xô. Nếu trước ở nơi ít phần học xứ cân sách nữ dành sâu vui thích, kế nên cho thọ sở hữu học xứ của chánh học. Nếu đối với nhiều phần học xứ của chánh học sanh vui thích sâu thì chưa nên truyền cụ túc này, rốt ráo trải qua 2 năm tập học học xứ, nếu quý trọng vui thích sâu mới truyền đầy đủ giới.
Như vậy tích tập tu học lâu dài ở ít phần học xứ rồi, kế mới có lực năng thọ nhiều học xứ sâu rộng, để sau mới năng tu học đầy đủ luật nghi ví sô ni. Hỏi cớ sao ở trong luật nghi cận sách lại thêm giới gia lìa vàng bạc, sao không thêm ở luật nghi cận trụ? Đáp: do cận sách kia nhất vào chúng xuất gia, phàm là người xuất gia có hai điều thật không tịnh diệu: một, rơi vào biển dục lạc, ham ưa cho chuốt trang điểm cho thân, hành vi thọ dụng đều theo ý thích, vui thích chơi đùa; hai, tích trữ tiền của châu báu, vì đoạn trừ điều không tịnh diệu thứ nhất nên kiến lập phải xa lìa cam múa kỹ nhạc cho đến ăn phi thời, vì đoạn trừ điều không tịnh diệu thứ hai nên kiến lập xa lìa nắm giữ vàng bạc, bởi vàng bạc kia là vật căn bản và tối thắng trong tất cả tài bảo. Hỏi cớ sao trong luật nghi cần sách chế lập hai trì là xa lìa cam múa kỹ nhạc và xoa hương bôi phấn, còn trong luật nghi cận trụ hợp làm một chi? Đáp: đối với việc cam múa kỹ nhạc, nếu người tại gia thọ dụng thì chẳng phải là không như pháp, còn người xuất gia thọ dụng thì quả thật là không như pháp. Cho nên đối với người tại gia thì chế lập cả hai thành một học xứ, nếu người tại gia vi phạm chân thành tự trách, hợp một phát lồ chẳng phải hai chủng. Đối với người xuất gia ở nơi một xứ đầy chế riêng làm hai trì, kiên nếu khởi vi phạm chân thành tự trách, phát lộ hai chủng chẳng do một. Hỏi cớ sao không chấp nhận cho phiến quất ca, bán nam, bán trạch ca, bán nữ xuất gia và thọ cụ túc giới? Đáp: do hai loại người đây nếu cho vào trong chúng bí xô liền thành nữ, nếu cho vào chúng bí xô ni nhân chạm xúc liền thành nam. Do đây không cho sống cùng hai chúng, cho nên chẳng thể chấp nhận cho loại đầy xuất gia và thọ cụ túc. Lại vì loại người đầy nhiều phiền não, vì tánh phiền não chướng cực ngăn trẻ, chẳng thể phát khởi tư duy phân tích. Kẻ kia còn không thể tư duy khiến uẩn giới hiện hành thành tịnh, hà huống sẽ chứng vượt hơn pháp người. Cho nên không chấp nhận hai loại kia xuất gia và thọ cụ túc giới. Lại trong chúng kia khó có được người tốt, cũng khó quán sát. Hỏi cớ sao hai loại người đây tùy thọ quy y cũng năng thọ sở hữu các học xứ của cận sự nam mà không được gọi là cận sự nam? Đáp: người cận sự nam gọi là năng gần gũi phụng sự chúng bí xô, bí xô ni. Kẻ kia tuy có thể hộ trì luật nghi đã thọ mà chẳng nên ở trong số người thân cận phụng sự chúng bí xô, bí xô ni. Bí xô, bí xô ni lại cũng không nên thần cận nhiếp thọ hoặc chạm hoặc xúc chủng loại như vậy, lại cũng không nên xem như cận sự nam mà thân thiện gần gũi. Cho nên loại kia không được gọi là cận sự nam, nhưng kẻ kia lãnh thọ hộ trì sở hữu học xứ thì phước đức như nhau không sai khác. Lại nữa, sao gọi là chẳng phải luật nghi, chẳng phải bất luật nghi? Trừ phần trước đã thuyết về luật nghi, bất luật nghi có chỗ nghiệp thần ngữ ý thiện bất thiện còn lại, nên biết tất cả đều nhiếp thuộc nghiệp, chẳng phải luật nghi, chẳng phải bất luật nghi. Hỏi: có người thọ luật nghi hoặc do tự thọ, hoặc do người thọ, hoặc từ người thọ, hoặc tự nhiên thọ, thọ luật nghi như vậy phước đức thu được có hơn kém sai biệt không? Đáp: nếu tâm thọ bình đẳng cũng hành trì như vậy nên biết không có gì sai biệt. Hỏi: do bao nhiêu nhân duyên không nên truyền luật nghi bí xô, dầu kia vui muốn thọ? Đáp: tóm lược do 6 nhân: một, tổn hại ý lạc; hai, tổn hại ý chỉ; ba, tổn hại nam hình; bốn, tổn hại bạch pháp; năm, bị hệ thuộc người; sáu, vì hộ người; hoặc bị vừa bức bách, hoặc bị giặc bức bách, hoặc bị sợ hãi bức bách, hoặc sợ không có kế gì nhai, kia nghĩ như vậy. Ta ở cơ gia khó kiếm sống, còn như các bí xô đầy mạng sống thật dễ dàng. Ta này nên đến gia nhập chúng bí xô, tự thân giải hiện cùng kia đồng pháp, mạng sống sẽ dễ dàng hơn. Do kia ý vui dối trá như vậy nên tùy đã xuất ra một ôm lòng sợ hãi, tùy phụng hành giữ gìn theo một học xứ. Kẻ kia tự nghĩ, chớ để các bí xô cùng sống chung biết ta phạm giới, sẽ liền đuổi bỏ. Nhưng do kia bị tổn hại ý lạc nên không gọi là xuất gia thọ cụ túc giới, như vậy gọi là tổn hại ý lạc. Hoặc lại có người ta nghĩ như vậy: ta ở cư gia mạng sống khó khăn, cần phải xuất gia mạng sống mới dễ dàng, như các bí xô tu phạm hạnh, ta cũng như vậy sẽ tu phạm hạnh đến lúc mạng chung. Xuất gia như vậy không gọi là tổn hại ý lạc, tuy không phải thuần tịnh nhưng không phải không gọi là xuất gia thọ cụ. Hoặc thần có bệnh như ung thủng, như những bệnh trạng đã nói trong giá pháp, như vậy gọi là tổn hại y trì. Do thần của kia bị tổn hại
tuy xuất gia nhưng không có lực năng cộng sự làm việc với sư trưởng và những người đồng phạm hạnh. Do nhân duyên đây không thể thọ nhận sự thuần tín của thí chủ và những vật thí tịnh tín như y phục, thức uống, ăn. Hai chủng tịnh tín thí đây, người kia thọ dụng rất khó tiêu, không nên để kia thọ dụng. Nếu cho thọ dụng sẽ khiến kia thối giảm các thiện pháp. Cho nên người bị tổn hại ý chỉ không nên xuất gia thọ cụng túc giới. Nếu hai dạng bán nam và bán nữ thì gọi là tổn hại nam hình, không cho xuất gia thọ cụng túc giới, nên biết nhân duyên như trước đã thuyết. Lại bán nữ lược có ba chủng: một toàn phần bán nữ, hai một phần bán nữ, ba tổn hại bán nữ. Hoặc có người lúc mới sanh nam căn không thành gọi là toàn phần bán nữ, hoặc có người nửa tháng khởi dùng trạng thái nam, hoặc có lúc bị người xâm phạm đối với mình, hoặc thấy người hành phi phạm hạnh thì trạng thái nam mới khởi, đây gọi là một phần bán nữ, hoặc bị rào hoặc các vật dụng khác làm tổn hại, trước kia được nam căn nay bị đoạn hoại, dầu đã đoạn hoại mà trạng thái nam không bị chuyển biến, đây gọi là tổn hại bán nữ. Bán nữ thứ nhất cũng gọi là bán nữ, cũng gọi là bán nam. Thứ hai chỉ có bán nữ, chẳng phải bán nam. Thứ ba, nếu không bị người xâm hại mình chỉ là bán nam, chẳng phải bán nữ. Nếu bị người xâm tổn gọi là bán nữ, cũng gọi là bán nam. Hoặc tạo nghiệp vô gián, nhiễm ô với bí xô ni, hoặc sống với ngoại đạo kẻ cướp, hoặc sống riêng lẻ, hoặc không sống chung, đây gọi là tổn hại pháp bạch, chẳng nên trao cụ túc giới cho kia. Vì sao? Vì kẻ kia khổng tàng không quý phẩm thượng, nhiếp thuộc pháp cực cấu nhiễm, khiến sở hữu pháp bạch cực thành hạ biệt. Hoặc ở chỗ vô ác, hoặc gây tạo nghiệp, không như pháp, hoặc làm nô lệ cho người, hoặc bị người dẫn đoạt, hoặc bị tranh tụng, hoặc cha mẹ không chấp nhận, đây gọi là hệ thuộc người không nên trao cụ túc giới. Hoặc vì hộ người, nếu là kẻ biến hóa cũng không chuyển cụ túc giới. Vì sao? Hoặc do rồng muốn thọ pháp nên hóa thân giống như bí xô đến cầu thọ cụ túc giới. Nếu vị kia trao cụ giới khi kia ngủ nghỉ liền hoàn lại hình cũ, ngủ dậy lại hóa thành bí xô, ra hình bí xô. Nếu người giữ vườn hoặc cận sự nam bất chợt thấy liền đối với tất cả trần bí xô phát khởi tâm ác, cho là các bí xô đều thuộc loại phi nhân. Như vậy còn ai kính quý pháp chư Phật ủng hộ người xuất gia, cho nên vì hộ người mà không truyền cụ túc giới cho kia. Do sáu nhân đây không nên truyền luật nghi bí xô, lại trừ ngoại lệ năng tác bạch yết ma a giả lợi gia ô ba đà gia trụ thanh tịnh giới đầy đủ tăng chúng. Hỏi: do bao nhiêu nhân duyên không nên vì kia truyền luật nghi cận sự nam? Đáp: lược có hai nhân, một tổn hại ý lạc, hai tổn hại nam hình. Nếu người tổn hại ý lạc thì không truyền, nếu người tổn hại nam hình hoặc cho phép truyền nhưng không gọi là cận sự nam, không thuyết nhân duyên vì trước đã biện đủ. Nếu luật nghi cận trụ chỉ cần tổn hại ý lạc thì không truyền, vì cớ sao? Hoặc bị chuyển theo người, hoặc vì tài lợi cung kính mà giả xưng muốn thọ, kẻ kia không thật có ý lạc cầu thọ nên biết đây gọi là tổn hại ý lạc, không thuộc những nhân duyên trên thì phải chuyển trao sở hữu luật nghi như trước đã nói. Hỏi: có bao nhiêu nhân duyên đã thọ luật nghi bí xô lại hoàn xả? Đáp: hoặc do xả học xứ đã thọ, hoặc do phạm tội căn bản, hoặc do hình ẩn sanh hai hình, hoặc do đoạn thiện căn, hoặc do xả bỏ chúng đồng phận nên đã thọ luật nghi bí xô lại hoàn xả. Lúc chánh pháp hủy hoại, chánh pháp ẩn chìm, tuy không có người mới thọ luật nghi bí xô nhưng người trước kia đã được thọ nên biết không xả giới tướng. Vì sao? Do bây giờ là lúc kiếp uế chánh khởi, không một hữu tình năng thọ cụ giới mà không tổn ý lạc. Vướng là có người chứng đắc quả xà mùn hoặc luật nghi cận sự nam nên biết do khởi tâm không đồng phận, do đoạn thiện căn, do xả bỏ chúng đồng phận để đã thọ lại hoàn xả. Hoặc lúc chánh pháp ẩn chìm thì như đạo lý luật nghi bí xô nên biết luật nghi cận sự nam cũng vậy. Hoặc luật nghi cận trụ nên biết do xa ánh sáng chánh pháp, hoặc do phát khởi tâm không đồng phận, hoặc do ở khoảng giữa xả chúng đồng phận để đã được thọ lại hoàn xả. Lại nữa, sao gọi là vô tưởng định, đã lìa biến tịnh tham nên chưa lìa thượng tham, do tác ý xuất ly tưởng làm tiền dẫn các tâm tâm sở chỉ đoạn diệt tịch tĩnh chỉ không chuyển, đây gọi là vô tưởng định, đây chỉ là giả có chẳng phải thật vật có, nên biết được có ba chủng sai biệt: một tu phẩm hạ,
2. Tu phẩm trung. 3. Tu phẩm thượng. Nếu người tu phẩm hạ ở trong hiện pháp bị suy thối, chẳng thể nhanh chóng dẫn phát khiến hiện tiền trở lại. Nếu xây trong hữu tình có trời vô tưởng, chỗ đắc thân sở y không thành tịnh lắm, hoài quang sáng rỡ thì gieo rộng lớn như các trời khác quyết định sẽ chết yểu. Nếu tu phẩm trung, tùy hiện pháp thối nhưng năng nhanh chóng dẫn khiến hiện tiền trở lại. Nếu xanh trong hữu tình có trời vô tưởng, chỗ cảm thân sở y tùy cực thành tịnh, hoài quang sáng rỡ hình sắc rộng lớn nhưng không rốt ráo tối cực thành tịnh, tuy có chết yểu nhưng không quyết định như vậy. Nếu tu phẩm thượng thì quyết chắc không suy thối. Nếu xanh hữu tình trời vô tưởng, chỗ cảm thân sở y tối cực thành tịnh, hoài quang sáng rỡ hình sắc rộng lớn đạt đến rốt ráo tối cực thành tịnh, không nằm trong chết yểu nhưng về sau thọ lượng tận hết mới chết. Lại nữa, nếu do nhân đây, duyên đây sở hữu sanh đắc tâm, tâm sở diệt gọi là vô tưởng. Lại nữa, sao gọi là diệt tận định? Đã lìa vô sở hữu xứ tham đối với thượng tham, hoặc chưa lìa hoặc đã lìa. Do tác ý ngừng dứt tưởng làm tiệt dẫn đến các tâm tâm sở, duy trì diệt tịnh, duy trì không chuyển, đây gọi là diệt tận định. Định đây chỉ năng khiến chuyển thức diệt tịnh, chẳng năng diệt tĩnh ngà lại giả thức. Để biết định đây cũng gọi là giả có, chẳng phải thật vật có. Định đây lược có ba chủng sai biệt. Nếu tu phẩm hạ và hiện pháp bị suy thối chẳng năng nhanh chóng dẫn phát khiến hiện tiền trở lại. Nếu tu phẩm trung thì tùy hiện pháp suy thối vẫn năng nhanh chóng dẫn phát khiến hiện tiền trở lại. Nếu tu phẩm thượng thì rốt ráo không thối. Thánh giả hữu học năng nhập định đây, đó là thân chứng bất hoàn. Thánh giả vô học cũng lại năng nhập, đó là câu phần giải thoát. Vô tưởng định trước thì chẳng phải hàng hữu học nhập, cũng chẳng phải vô học nhập. Vì cớ sao? Vì trong đó không có tuệ hiện hành, vì trên đây có trụ và sanh tịch tĩnh thủ thắng. Lại định đây chẳng thể chứng đắc các thắng thiện pháp chưa chứng đắc, bởi chỉ là chỗ ngừng nghỉ huyễn hóa hư dối. Lại nữa, sao gọi là hư không? Là chỗ hiển các sắc chẳng phải có. Vì sao? Vì nơi mà sở hành đều vô sở đắc mới lấy, mới có tưởng hư không chuyển, cho nên biết đây chỉ là giả có, chẳng phải thật vật có. Lại nữa, sao gọi là phi trạch diệt? Nếu duyên của pháp khác sanh khởi hiện tiền, thì pháp khác sanh nên cái khác không được sanh, chỉ tịch diệt, chỉ tịch tĩnh, đây gọi là phi trạch diệt. Các sở hữu pháp thời đây lẽ sanh vượt quá thời sanh, nên kia ở thời đây chọn không sanh lại. Cho nên diệt đây cũng là giả có, chẳng phải thật vật có. Vì cớ sao? Vì đây không có tự tướng khác khả đắc, vì chủng loại pháp đây chẳng để hệ buộc, nên ở thời khác gặp duyên có thể sanh. Do vậy phi trạch diệt chẳng một hướng nhất định, ngoại trừ nếu ở vị học kiến tích, ở nơi hai loại nhãn và thấp sanh, sanh ở trời vô tưởng, bắc cu, lô châu, hoặc nữ hoặc bán nam hoặc bán nữ, không hình hai hình, và ở nơi hậu hữu hoặc yêu thích hoặc mong cầu được đắc phi trạch diệt, nên biết một hướng quyết định. Do ở học kiến tích nếu chưa vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử ái, thì đối với hậu hữu khởi mong muốn trói buộc khiến phát sanh hậu hữu, ở vị học kiến tích còn lại thì ngược lại. Hỏi, nhân duyên nào gọi là tâm bất tương ưng? Đáp, đây chỉ là giả tưởng ở trong các sự mà khởi ngôn thuyết. Ở hai chủng hữu sắc đều chẳng phải, ở hai chủng hữu kiến đều chẳng phải, như vậy đã dẫu thuyết về an lập đạo lý. Tất cả như vậy đã thuyết sáu chủng thiện xảo, bao gồm uẩn thiện xảo cho đến căn thiện xảo. Lại nữa, sao gọi là kiến lập rộng nghĩa các thiện xảo? Ốt Đà Nam nói, tự tánh nghĩa sai biệt, thứ lớp nhiếp y chỉ. Hỏi, những gì là tự tánh sắc? Đáp, được có 11 chủng, gồm 10 sắc xứ, đó là 5 sắc căn như nhãn nhĩ, 5 sắc cảnh như sắc thanh, và sắc nhiếp thuộc pháp xứ, lại tổng có 2, 4 đại chủng và sắc sở tạo, như vậy tất cả đều là tướng biến ngã. Hỏi, những gì là tự tánh thọ? Đáp, được có 6 chủng, nương 6 xúc như nhãn xúc mà được sanh, để có 2 chủng, hoặc sắc làm chỗ nương gọi là thân thọ, hoặc vô sắc làm chỗ nương gọi là tâm thọ. Vì cớ sao? Bảy năm căn trước đều là tánh sắc vậy. Hỏi, nếu năm căn trước đều là tánh sắc, nương nhãn thọ gọi là thân thọ, cớ sao nhãn chẳng phải là thân? Đáp, do tướng khác vậy. Vì sao? Bảy tướng của năm căn chuyển khác nhau.
Hỏi, nếu tướng của nhãn căn khác nhau chẳng phải tướng thần, cao thọ nếu mỗi căn có sự duyên khác do nhân duyên đầy nên chẳng gọi là thân thọ. Đáp, do căn có sắc không lìa thân nên được dành như thế không có lỗi. Hỏi, nếu do không lìa thân nên không lỗi, ý căn cũng vậy, chẳng lìa thân chuyển, thì thọ nương từ ý căn phải gọi là thân thọ, tức là tất cả đây đều là thân thọ không có tầm thọ. Đáp, các căn có sắc nhất định không lìa thân, ý thì không như vậy nên không có gì trái vượt. Vì sao? Hữu tình sanh ở vô sắc, ý căn lìa thân mà chuyển, cho nên năm căn phát sanh các thọ gọi chung là thân thọ, chỉ riêng đương ý nên gọi là tầm thọ, cho nên thuyết chung cả hai là thân tầm thọ. Lại tất cả thọ đều là tướng lãnh nạp. Hỏi, những gì là tự tánh tưởng? Đáp, đây cũng có sáu chủng nên biết như trước. Lại tưởng có sáu: một, tưởng hữu tướng; hai, tưởng vô tướng; ba, tưởng hẹp nhỏ; bốn, tưởng rộng lớn; năm, tưởng vô lượng; sáu, tưởng vô sở hữu. Lại lược có hai: một, tưởng thế gian; hai, tưởng xuất thế gian. Tưởng hẹp nhỏ, tưởng trói buộc dục giới; tưởng rộng lớn, tưởng trói buộc sắc giới; tưởng vô lượng, tưởng trói buộc không thức vô biên xứ; tưởng vô sở hữu, tưởng trói buộc về vô sở hữu xứ. Tất cả tưởng đây đều gọi là tưởng hữu tướng, tưởng vô tướng, tưởng hữu đảnh và tất cả tưởng học vô học xuất thế gian. Lại tất cả tưởng đều là tướng liễu hết thảy. Hỏi, những gì là tự tánh hành? Đáp, đây cũng có sáu chủng nên biết như trước. Lại tưởng hành đây do năm chủng lại khiến tâm tạo tác: một, chạy theo cảnh; hai, hòa hợp; ba, chia lìa; bốn, năng phát nghiệp tạp nhiễm; năm, khiến tâm tự tại chuyển. Lại hành tướng đây lược có ba chủng: một, hành thiện; hai, hành bất thiện; ba, hành vô ký. Lại tất cả hành đều là tướng tạo tác. Hỏi, những gì là tự tánh thức? Đáp, lược có sáu chủng. Chỗ gọi nhãn thức cho đến ý thức là tự tánh thức sai biệt. Lại thức có ba chủng: một, lãnh thọ sai biệt; hai, chọn cảnh sai biệt; ba, phần vị sai biệt. Lãnh thọ sai biệt có ba, chọn cảnh sai biệt có sáu, phần vị sai biệt có ba. Như vậy thức uẩn sai biệt tổng cộng có 18 tự tánh. Đây gọi là tự tánh các uẩn. Lại nữa, sao gọi là nghĩa uẩn? Vì hiển nghĩa nào mà kiến lập các uẩn? Là sở hữu sắc hoặc quá khứ, vị là hiện tại cho đến xa gần, như sắc cho đến thức cũng vậy. Như vậy được trùng nhất tất cả uẩn, nghĩa tích tụ là nghĩa uẩn. Lại do các uẩn chỉ có trùng trùng danh tánh các hành, vì hiển nghĩa tánh vô ngã mà kiến lập các uẩn.